phát cứu trợ cho nhà hai em sùng nữ. Xin chào quý thân mến, hiện tại thì anh em chúng cháu đang có mặt tại chỗ nền nhà của em Sử, kế bên chỗ nhà của em Dương. Hôm nay thì em già cũng như là em Nô có mặt ở đây. Riêng em Nô thì anh em chúng cháu đang đưa đi để sửa xe. Còn em già thì là bạn này là đang hôm qua bị vợ đuổi. Bị vợ đuổi xong là xuống chỗ nhà của ba anh em Tần Nguyền. Đấy thì do trời mưa quá nên là bây giờ quay sang chỗ phòng làm việc của anh em tá túc một lúc xong là tí mới về, không biết là vợ cho về không. Khổ thế. Hôm qua là Phận... không cho ngủ luôn, đuổi ra khỏi nhà luôn rồi à? Phận làm trai 12 bến nước. Yếu nhỉ. Đấy thì hôm nay em già cũng đang có mặt ở đây. Và cái lý do tại sao hôm nay anh em chúng cháu có mặt ở đây ấy, thì là cũng có liên quan đến cái chỗ nền nhà Sử. Thế cái chỗ này là bây giờ là như nào, cụ thể như nào này, tự mồm Sử tự nói với các cô bác là bây giờ thì vẫn nói to lên không người không nghe thấy đâu. Bây giờ thì ở đây thì vẫn gặp chút rắc rối à? Có rắc rối à? Rồi. Nhưng mà vẫn làm không rõ làn, nhưng mà vẫn bây giờ thì do nguy cơ sạt lở đấy đúng không? Nguy cơ sạt lở thôi. Vẫn làm là không được. Vâng, đây có bác ạ. Đây cái chỗ nền nhà của Sử thì không, là em Dương cũng muốn tự mồm Sử nói cơ, nhưng mà Sử thì vốn tiếng phổ thông thì cũng hạn chế, thì em Dương cũng xin nhắc lại là do là ở đây là cái chỗ nền nhà của Sử đây là cũng thứ nhất là như các bác có thể thấy là cả nguyên cái khu này ngày trước là một cái khe suối, nên là bây giờ hiện tại ở cái khu này là có nguy cơ sạt lở cao. Và bây giờ làm thì cũng rất là nguy hiểm. Hình như là cái chỗ bên này là đang cũng có nứt xuống rồi. Và cũng có một chút rắc rối ở đây nữa, là không thể làm được ở cái chỗ nền nhà này. Là bây giờ anh em chúng cháu cũng quay phim ghi hình, là cũng muốn trao đổi với gia đình là nếu mà không làm được ở chỗ này thì sẽ làm ở chỗ nào. Và trước tiên thì em Dương muốn đi chia sẻ chỗ bên kia là cũng bị nứt cho các cô bác đấy. Vì thời gian vừa qua thì trời mưa cực kỳ nhiều luôn. 5 ngày, 6 ngày, ngày thứ 6 ngày hôm nay rồi không ngớt luôn. Đây này, chỗ này, đây này có nứt rồi, đây này, Sử này. Đấy. Nứt rồi đây này. Thấy chưa? Bên là với có lốt ấy. Nó mới vẫn chảy thì xuống dưới luôn. Nước vẫn chảy thoát qua kia. Nứt rồi đấy. Thế nên là bây giờ anh em mới bảo là thôi. Đây là do gia đình thôi nhé các bác nhé, không phải là anh em chúng cháu quy định hay như nào cả mà không làm đây được nữa. Thì bây giờ xem đấy, Sử tính toán như nào, bây giờ làm chỗ này không làm được thì tính sẽ làm ở đâu? Vì là thứ nhất là vẫn còn may ở chỗ là anh em chúng cháu chưa đặt vật liệu về để mà đổ cái nắp ở trong kia, và thứ hai là chưa lấy hết vật liệu và chưa dựng cái nhà lên, thì nói chung là nó cũng là tốn hơn mấy trăm nghìn tiền xi hôm nọ đấy. Đúng không? Và ít tiền ăn là nhờ mọi người tìm đá thứ này. Và mất cũng khá mất cũng rất là nhiều công rồi, nhưng mà bây giờ vẫn còn may mắn là mình còn chưa dựng lên. Đấy, bây giờ xem tính toán sẽ làm ở đâu. Nhưng mà tính toán Sử có đất ở đâu không? Có đất thì chỉ là bên kia thôi. Ở bên kia ngay ở thủy điện đấy, cái thủy điện ở bên kia. Bên kia ngay cái thủy điện ở bên kia có hai nhà. Nhưng mình đi xe lên được không? Xe máy. Bây giờ thì vẫn đi xe máy vẫn vào được, nhưng mà ô tô bây giờ thì ở ô tô cũng vào được. Cây cối là ở bên này hết rồi. Bên này thì cũng có. Thế là ở cái chỗ nhà cũ bên kia à? Nhưng mà lúc trước thì cũ Sử đó. Không, ở bên trên đập thủy điện bên trên này này. Ngay mình thấy ở hai nhà bên kia. Hai nhà trên cao nhất đấy hả? Thế rồi. Nhưng mà đất là bên kia hết rồi, nhưng mà bên này thì cũng khó rồi. Khó nhỉ.
đi mua lúc này đâu đâu hỏi là đi mua được. Ồ, mua hồ sẽ đi xe này mấy nhà này này nhiều tiền đúng không? Tóm gọn lại là bao tiền một cái nhà? Người ta bảo là 50 nghìn à? 150 triệu đấy. 150 triệu. 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 150
xảy ra ấy, lúc đấy mình chuyển một lần nữa nó cực kỳ là khó luôn. Ở bên này có một cái nền nhà đây rồi không? Không hỏi người ta có bớt lại không? Thế đây có đủ là cái nền này này. Ta có con trai. Đây là nhiều mà. Không, cái đây, đất này nào mà cái nền này, đưa nền này người ta đã làm có ở đây đâu. Ôi, người ta có con trai, người ta có bạn, người ta không làm con chó ấy. Ở được cái chỗ này thì chắc cốp đấy. Cái này không sạt lở được. Cái này không sạt lở được. Nếu có sạt thì nó đã sạt rồi. Cái này có phải đôn cái nền lên. Mà nó sẽ ngập cái này. Nhưng mà cái này thì người ta không có rồi. Nhưng mà bán cái lúc nãy anh bảo là cái nhà này ấy. Ở đâu? Nhà này ấy. Nhà này á? Ở nhà này người ta bảo là 150 150? Ồ, là mua cả nhà luôn. Ồ, cả nhà cả đất luôn. Cả nhà được. Nhưng mà cái đất này là cho nhân rõ bao nhiêu là cái gì luôn thì cứ nhân giá à này. Ừ, biết rồi. Có biết nhà của ai không? Không biết đâu. Nhà của Bằng quay cái phim nhà mình ấy. Ờ, nhà bạn luôn á? Ừ. Ồ, cái gì bạn không mất được. Ý là nếu hành được mua mà, ý là cần bảo. Để mua ít của chị. Ở ít của chị. Tàn thọ A hô máu hạt thì ta A mấy giờ cái thứ to con này cái thứ nhỏ tánh ra một đó dù tái bị nhỏ nên cái thứ ôi tái chi nhà nhà này 150 là hơi đắt tầm 100 là được tầm 100 cả đất là được nhà 150 là hơi đắt nhưng mà nếu nhà này mà vừa giá mà mua một cái là chỉ cần láng cái nền đôn hiện lên là ở được luôn rồi vậy. Nếu mà có cái phí để sửa sang lại thì đôn cái nền lên và bào qua cái tấm ván này là ok đấy. Ốp không khóa à? Không biết đâu. Bí thư thử mở là không dám à, người nhà mà không mở đi. Rồi mình không dám nhà rồi. Nói chung cái nhà cũng kiên cố mà, kiên cố chỉ cần đôn nền được nhưng mà đắt quá. Đắt quá, không thể mua được. Bây giờ mình có hơn 20 triệu lấy được ra. Không. Cốp vào thêm gần khoảng tầm 90 triệu nữa. Nhưng mà bây giờ thì ở nhà này nữa, nhà nào nữa nó cứ bảo hơn trang như thế thì vẫn là thế thì đi ở sang bên kia ở. Nhưng mà sang bên kia ở là như thế này, cô bác ạ, ngày trước là cái khu nhà của Sử ấy thì là ở cái khu ở phía bên kia kìa, ngay bên trên đập thủy điện. Cái trò mà có mấy cây đúng không? Phải ạ. Tận trên cao ở mãi trên kia kìa, bây giờ ở đây xa xa nhìn không thấy đâu. Ủa xa đấy. Ở trên kia, bên trên đập thủy điện đi lên đấy. Cái chỗ mà có mảnh nương mà có mấy cái nhà, hai cái nhà kìa. Mà chỗ kia địa hình dốc và có nguy cơ sạt lở do người ta đã làm cái đập thủy điện kia, người ta đã di rời rồi đúng không? Vâng. Đấy. Thì mới về ở đây rồi, bây giờ lại nếu mà không có đất này chuyển sang bên đấy thì nó cũng khó đấy. Bên kia sạt lở lại chạy chỗ sạt lở nữa thì chạy đi vào nơi sạt lở. Khổ à? Khổ nhỉ. Không có chỗ nào nữa luôn à? Không có rồi, bây giờ thì đất thì sửa là bên kia quá hết rồi, nhưng mà sang bên này thì người ta bác
ba cho đi lọc cơ nó mua này mà nó trên này mua cá nữ thứ hai ít lanh nữa này ít quần táo này giờ mua cho chế giờ cho nì giúp mình chỉ khô này nè ít quần táo giờ mua vô giờ té thì trống té đó vô giờ mà lọc trống pe giờ thì lọc cơ cho lọc cơ lúa giờ vô tàu mà để á chỉ muốn tàu vô cái gì mình được chia cái đi cá lẩu chứ giờ đi bé mà ha chế cho cá lồng nho à cho bò lợn đứt cho nì với giờ đắp của tên mà lợn đứt hết lợn chế với cái hết cho là hay thì ít phù o như này á, ít phù o cái gì này, bên khu này thì cũng có mấy hộ là người ta cũng có nhu cầu là muốn bán nhượng lại nhà, nhưng mà thật sự ra là bởi vì như này các bác cũng có nó liên quan đến nhiều cái đó, bà con ở đây đã dựng nhà kiên cố lên thì cả đất cả nhà người ta bán người tầm trên trăm thì nó hơi khó. Bí thư già cũng đang muốn chuyển nhà. Đang muốn chuyển lán về gần xã để con cái sau này biết thì chứ, nhưng mà khổ là ở trên kia không đi học rồi à? Trên kia học ở trong bản thì học xong buổi sáng chiều cô giáo về thì các con đi chơi là coi như là cũng giải cô cần về mai con cần xuống. Đây là các lãnh đạo thôn. Đây cô bác được gọi là tiêu táo nhau vậy thôi, chứ còn bảo là nếu mà con cái mà được ở gần mình gọi là đi ra ngoài ở ấy thì được đi học, nó sẽ tiếp cận với lại gì ạ? Nói chung ví dụ như tiếp xúc hàng ngày này đã là nói bằng tiếng phổ thông nhiều rồi. Đúng rồi. Thì nó con cái nó sẽ gọi là lanh lợi hơn một chút. Mình cũng không phải là chê các bạn ở trong xóm. Mình cũng là người từ trong xóm ra mà. Nhưng mà nói chung là mình được càng đi vào những nơi mà giao thông thuận tiện hơn thì điều kiện cuộc sống của mình cũng sẽ tốt hơn một chút. Đấy là cái điều đương nhiên rồi. Đấy, nhưng mà như chỗ nhà xử hiện tại thì cái chỗ này thì anh em chúng cháu cũng sẽ cố gắng xem bàn bạc với chỗ gia đình cũng như là xem là gia đình thu xếp như nào thì chúng cháu sẽ thông báo với toàn thể các bác sau. Còn bây giờ thì chắc anh em chúng cháu sẽ hiện tại là chỗ sùng nhà nghiêng ấy, vì gia đình nhà cửa thì cũng đã hoàn thiện rồi, anh em chúng cháu hiện tại quỹ vẫn còn dư là gần 2 triệu thì vào mùa giáp hạt thì gia đình cũng đang thiếu lương thực, thì anh em chúng cháu lát nữa cũng sẽ sử dụng nguồn lương thực quỹ đấy mua gạo cũng nhà ở nhu yếu phẩm vào để vào cho gia đình trong các tiếng thực trong mùa giáp hạt này. Thì em Dương xin mời tất cả các anh chị và mọi người theo chân anh em chúng cháu để vào đến trên đấy xem là nhà của em Sùng em Lử đã hoàn thiện được đến đâu rồi nhé các bác nhé. Các bác anh em chúng cháu là cũng vừa từ chỗ nhà của em Sử là hôm nay là vào tiếp tế lương thực vào chỗ nhà của em Lử em Sùng. Hôm nay tính là anh em chúng cháu là không đi xe đâu, đi bộ từ đây lên luôn, nhưng mà ra bảo là muốn thử thách cái con đường này. Các bác nhìn này, nhắn bóng luôn. Muốn test thử tay lái của mình đi đến đâu đúng không? Không biết không? Không biết. Đi đến đâu hay đến đó. Đây. Anh về đi. Hả? Anh về. Anh về đi. Em không về được. Được. Anh về đâu. Giữ nhá. Còn hai thằng đứng đấy. Này. Anh không về được không? Anh về cẩn thận nhá. Đây bác nhá. Tầm này nhấc cả xe con được nói gì đẩy đó. Anh em vẫn cố vào được là bởi vì là các bác đây toàn tuổi 17 bảy cái sừng trâu bây giờ là sừng voi cũng vẻ được rồi. Để đúng nhỉ, bây giờ lấy xe của bí thư già lên kia trước là vượt qua cái đoạn này là mình đi được rồi. Thế thì xe hai người đi nhá. Ok, nhưng mà em không về được, anh về nhá. Được. Không chờ cái gì không? Lúc này mà em không về được à? Xe già lên được rồi, xe già chở đồ ấy.
kia không thì lùi xuống này đánh. Khổ nhỏ lắm. Nghe chỗ ưu tiên cho Linh. Chủ yếu là bao gạo 50 cân thôi. Đánh đi luôn. Dương này. Dương chân giữa lên. Đưa chân giữa lên. Bây giờ là hộ tống xèo ra lên được. Bây giờ xèo ra trở nặng nên bây giờ vác từ đây lên cũng hơi khó cho con xe của già nó cõng ấy. Cái đồ xe quăng về đi. Đi. Cái đồ xe quăng xuống. Cho xe quăng dưới để đi. Chỗ nhà văn hóa đi. Đây, đây, đây lái chuẩn chưa? Nhà kia muốn đặt hả? Cái bắp đi thôi nhỉ? Hả? Bắp đi thôi. Bắp à? Dạ. Thế để xe đây luôn gì? Xe không ai. Thế bật cửa xuống nữa. Không đi, bây giờ anh tính như này. Đấy. Luồn cái xe này vào xe. Đó cả xe cả ra. Để hai đi cả thân quá. Bây giờ không chở nữa hả? Hả? Không chở nữa à? Đúng rồi. Nếu không thì có đi đoạn này đi. Đoạn này bắt nó lên. Vác phải nhanh đi. Bỏ xuống đi. Buộc luôn hai bao để vác được không?
hai bao để bê đã. Ừ, hai người được không? Điểm mà vác thế thì để em vác bao này luôn đi. Vác bao đấy luôn á? Ừ. Điều quá này, điều quá này lười. Ẻ nè. Ô tủ cổng cư chỉ dùng được đâu. Mà ô tủ ca nửa mùi. Ô tủ ca chỉ dùng nhà đấy. Hả? Một người đi nó đỡ hơn. Đi đó nó nhanh đi lắm. Ý là tùy tùy em, nếu mà hai người thì nó sẽ đỡ hơn, hai người thì cái đằng nào cây này cũng dài mà. Cũng dài mà. Nhưng mà nó nặng đấy. Ông lấy con, lấy con nhá. Ờ, thao đấy. Ông lấy con. Ở cái dây. Lấy dây cho già cầm. Nha, nha. Nha, mà hai ông kia mới. Cứ bao sợi chứ. Thì bao là bao con đi trong gì chị. Chế đó mà. Cậu ui giòn lắm một cái tà đó luôn. Để quá. Vắt cứu trợ cho nhà hai em sùng lử. Vắt người vắt thì vắt, người điệu thì điệu, người tiếp tế lương thực kịp thời. Thế giả điệu luôn này kìa cô bác. Sán điệu thằng vác. Hay già có ngại nữa nhỉ? Hả? Hợp lý không? Hợp lý không? Có thêm anh nữa. Lúc nãy để xe gọn chưa? Bất cứ đi đường rồi. Ờ. Đi được tắt rồi nhỉ? Ờ, đi đường tắt rồi. Đi được tắt nó gần hơn mà. Ờ. Mẹ thì nghỉ ngơi tí. Nghỉ ngơi tí đó. Anh chưa tùa nhưng mà sát tùa rồi. Đấy là hoa đi. Đấy. Lửa bình thường đi làm bốc vác có nặng gì không? Có đấy, hơi đấy anh ạ. Hơn ạ. Ôi thế thì cái này bình thường. Hả? Trăm mấy cân luôn mà. Trăm mấy cân. Vâng. Cũng vác lên đồi như thế. Ừ, có khi vác với không không cũng không vác anh. Ừ. Nói chung là nghề của bác thật sự là đối với như em Lửa là em là cũng có sức khỏe. Sức khỏe tốt. À ra đạp lên này. Đạp lên trên này này. Ôi vất vả cho hai em quá. Vắt như thế này mà cũng vắt được. Là điệu. Điều điệu con luôn đấy. Đúng. Em thật sự em già là ở nhà hay điệu con cho nên là mới làm được như thế này, không dơ được. Hôm qua vợ đuổi một đêm nên nhớ con này như thế chứ. Cho nhớ đời. Cho nhớ, cho rất nhớ. Cho nhớ hay cho nhớ đời. Hôm nay đi về suy nghĩ lại nhá. Tại sao mình không điệu con mình đi điệu bao gạo ở lưng làm gì? Lửa cái kia làm xong chưa? Mấy cái tấm cả cửa xong hết chưa? Xong rồi anh ạ. Xong hết rồi gì? Vâng. Đi chiêm ngưỡng biệt thự của nhà em Lửa. Ở hai em này chưa vào bao giờ nhỉ? À, ra vào chưa nhỉ? Vào một đợt kia. Vâng. Vô một xong một đi. Nhưng mà cho là ba đứa cháu. Năm đứa cháu. Đợt nào nhỉ? Lâu lắm rồi, già chắc lần này lần thứ hai rồi đúng không? Chơi. Này đường chỗ nhà của già với nô nó lại đẹp. Đẹp. Thôi đi đi. Nô, nô cứ chơi, con đi chơi, cứ con đi phước rồi. Chờ. Con đi chơi nhà. Giúp mình đi cầm mũ. Ừ.
cát nhìn thế luôn, nhưng mà đi đường vòng. Ấy, mắc cái gì? Trời, khói thành cái gì luôn à? Cái này hầu như là được trơn đi thôi. Ôi, nhà kín mít luôn nhỉ. Chào thằng nhá. Anh nghỉ đây đã, xong rồi rửa chân đã. Nóng quá. Nóng lắm nhỉ. Nhà xuống bên tối hẳn đấy. Rửa chân bên này, anh mời dài đi rửa chân nhé, nhé. Ô, có con nữa ô. Chạy à? Ôi trời. Anh dùng nước này rửa chân thì mà em lấy nước gì để ăn? Chỉ có nó. Hả? Cùng là cũng có sửa sang này à, rồi là cũng có bưng hết toàn bộ trên này được bác. Bây giờ là xinh như kiều rồi. Đây là được rồi nghe. Đẹp rồi, che do kín phết chứ nhỉ, kín mà. Đây các bác, sau khi mà anh em chúng cháu cũng trải qua 81 kiếp nạn thì anh em chúng cháu có mang được cái phần hỗ trợ cho gia đình của nhà em Lử và em Sùng. Lử với Sùng, như anh bảo với các em như thế này là trước cái chỗ nhà làm nhà của em ở đây thì sau khi mà mua hết toàn bộ cái ván bưng này này và cái bản lề là cái đợt cuối cùng mà anh có sử dụng quỹ ấy, đúng không? Vâng. Thì cái số tiền quỹ của em là vẫn còn dư là 1.929.000. Vâng. Đấy. Thì hôm nay là bọn anh cũng sử dụng luôn hết luôn cái quỹ đấy để đàn nào cũng đang mùa giáp hạt, hai vợ chồng cũng không có gạo ăn, không có ngô cũng thì chưa đến. Đấy, thì bọn anh là mua luôn gạo này, thực phẩm và cho gia đình đủ ăn trong mùa giáp hạt luôn. Nhá. Thì ở đây có là anh em chúng cháu có mua là đây.
mua luôn một bao gạo to, bao là 50 cân thì lần nãy bạn thấy có bác cũng có thấy rồi. Và em lử là ban đầu là tính là mang cái tre kia đi để màu mỗi người một đầu lử và ôi giời cái này không đủ sức nữa em chịu đi chơi nên ta chiêu vậy thôi đi à. Đây và gạo đây, mì tôm hai thùng, mì tôm hai thùng, mì gạo đây là hai bó đây, là bốn đấy, đây là bốn đấy. Còn là anh có mua thêm cho hai vợ chồng là có hai lốc cá hộp nữa đây nhá. Có cả cá hộp nữa đây. Đây các bác nhé, cá hộp. À riêng về cái khoản cá hộp thì em Dương xin thưa với các bác một chút như thế này. Thật sự ở riêng cái đồ hộp này thì nó thật sự là nó cũng sẽ là đắt tiền hơn so với lại những cái đồ tươi. Nhưng mà khổ cái là ở bà con ở khu này thì không nói đâu xa chỗ nhà của em Lửa em Sùng là hiện tại là vẫn chưa có điện, không có tủ lạnh. Lấy cá khô thì cũng chỉ được 1-2 cân thôi. 1-2 cân nha, phải ăn nhanh. Ăn nhanh. Là hôm nào cũng phải ăn, mà để mà ăn cá khô ăn tầm khoảng 2-3 ngày là cũng đúng rồi. Không muốn ăn rồi. Thật không phải là thật sự là cái cá nụn, cá khô kia mình để lâu dài nó rùa bay vào nó cũng bị mốc ẩm, mốc nữa đấy. Đấy, còn như bây giờ này các bác thấy này, gia đình là củi đun là cũng chưa khô hẳn là còn phải lấy lên gác bếp để mà gác cho nó khô xong ấy đun được này. Đấy thì anh em chú cháu ấy là cũng là tính toán nhiều, sau đó thì cũng mới là riêng cái khoản về đồ hộp ấy nó sẽ để lâu hơn. Vâng. Đấy thì hạn sử dụng nó cũng lâu. Mà các con đâu ấy thì anh em chú cháu có mua và có một thùng sữa nữa này cho con nhỏ, một bát gạo nhỏ này và muối mì chính. Đây muối mì chính và dầu ăn là mua chai to luôn. Đây thử gì đây. Đây nhé các bác nhé, muối mì chính hạt nêm tất cả đều to đây. Đấy to, mì chính to, mì chính hai gói. Cái này là gạo nhỡ đâu anh, phải to đây nhá. Đây là toàn bộ cái khoản là tất cả hỗ trợ của hết quý luôn của các cô bác mọi người có hỗ trợ cho gia đình nhà em, thì anh cũng có mua đầy đủ thực phẩm để cho gia đình. Có thể là riêng cá hộp với lại riêng cá hộp ấy thì có thể chắc cho bọn em là cũng ăn không đủ đến lúc đấy đâu, nhưng mà mình ăn dần thì đến lúc nào đến lúc đấy, chứ còn nhưng mà riêng về gạo thì anh nghĩ là khoảng tầm 70 cân này chắc cũng đủ đến mùa giáp hạt mỗi hai vợ chồng thôi mà, đúng không? Vâng. Đấy em chắc là cũng bây giờ cũng xong nhà cửa ấy, chắc cũng chuẩn bị là túc tắc chuẩn bị đi làm thuê rồi mà, đúng không? Vâng, cứ đi làm rồi nhưng mà đợi còn anh em nữa à, đợi anh em để thu ngô. Đợi thu ngô xong rồi đi. Vâng. Đi lâu đi thì đi lâu, bây giờ nếu mà đợt này đi chắc là đến Tết mới về, đúng không? Vâng, chắc phải đến 81 gì đấy ấy. À không được, em mà đi đến Tết là không được, vợ đến lúc bầu bí sinh nở là vẫn phải về. Bây giờ đi kiếm tiền để cho vợ ở cữ đấy. Đúng rồi. Đấy là tất cả những khoản hỗ trợ, đây là hôm nay bọn em có đi cùng với hai bạn này, là hai bạn đồng hành với bọn anh để mang những phần quà về hỗ trợ cho gia đình. Thì hai vợ chồng có muốn nói gì với các bác không? Cháu cảm ơn các bác và các anh chị của đám giúp cháu để làm được một cái nhà và còn mua thức ăn để cho cháu nữa. Cháu rất là vui. Cháu cảm ơn các cô bác rất là nhiều. Cháu chúc các cô bác có nhiều sức khỏe và hạnh phúc ạ. Cháu xin cảm ơn các bác các cô rất nhiều. Em mơ lại cái nhà cho ba mẹ cô rất nhiều. Mình xin cảm ơn các bác các cô rất nhiều. Hôm nay Sùng tự tin hơn nhiều. Vâng. Cái này chắc là ở Bí Thư Già thường xuyên ở đây để Sùng chịu khó nói tiếng phổ thông hơn đấy nhỉ. Nói thật là ở trong bản thì hai vợ chồng kể cả nhà luôn toàn là phát tiến phát tiến mình thôi, không ai nói tiếng phổ thông. Tuy nhiên là nếu mà có người đông với có người ngoài vào thì cũng có thể trao đổi sau lưu bằng tiếng phổ thông nhiều hơn thì sẽ nhớ hơn nhiều. Vâng, đây các bác, đây là những khoản hỗ trợ cuối cùng của anh em chúng cháu cũng có hỗ trợ cho gia đình của nhà em Lử và em Sùng. Thì một lần nữa anh em chúng cháu xin chân thành cảm ơn toàn thể quỹ nhà hảo tâm đã luôn luôn đồng hành cùng với anh chúng cháu để hỗ trợ cho gia đình nhà em Lử em Sùng có được căn nhà như ngày hôm nay. Thật sự là đối với bà con thì căn nhà như bây giờ hiện tại nhà em Lử em Sùng cũng đã là một điều quá là tuyệt vời rồi. Và đặc biệt cái chỗ nhà của em Lử em Sùng để làm được cái ngôi nhà này thì cũng được sự tài trợ rất là lớn của các cô bác trong nhà bác Tây Nhân Như, và sau đó thì cũng được có thêm của cô Kim Mai
cũng có hỗ trợ thêm cho gia đình. Thì một lần nữa anh em chú cháu xin chân thành cảm ơn toàn thể các cô bác trong nhóm Trên Chân Như cũng như là cô Kim Mai và cùng toàn thể quý vị khán giả đã luôn đồng hành cùng anh em chú cháu đến với gia đình của nhà em Lử và em Sùng để có được căn nhà như ngày hôm nay. Thì bây giờ thì có nắng mưa cũng không sợ nữa rồi. Đúng. Nhưng ngày trước là thật sự là liêu siêu chống lên chống xuống, chống lên chống xuống, thật sự là cực kỳ là ghê luôn. Được như ngày hôm nay thật sự là một lần nữa anh em chúng cháu xin chân thành cảm ơn toàn thể quý cô bác ạ. Còn bây giờ thì khá là muộn rồi, chắc có lẽ anh em chúng cháu cũng xin phép được dừng video này tại đây. Xin hẹn gặp lại quý cô bác ở cái video tiếp theo ạ.